muối đâu chứ này, có muối miếng to, muối bé. Ngon. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Clip này hôm nay mình sẽ ăn một món mới lạ ở miền Bắc mình không có các bạn ạ. Đó chính là món cà la cà leo gì đấy. Đó, dưa lên các bạn xem. Đó, cà la đấy các bạn ạ. Đây là cà la lắc muối ớt mình đặt trên mạng đấy. Họ ship ra từ miền Bắc cái miền gì mình cũng không biết nữa, bởi vì mình chưa ăn bao giờ. Bắc lại ship ra từ miền Bắc. Quên, mình quên. Từ miền Nam hay miền Tây thì mình không biết. Tức là mình đặt thì họ ship ra cho họ đó. Đây là cà la lắc muối ớt nha. Giờ thì mình sẽ đổ ra cho hai thằng này lần đầu ăn thử nó xem ngon hay không và vị của nó sẽ như thế nào. Ok. Các bạn mà thấy clip của mình hay thì nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nha. Nào, thấy ra. Chặt thì. Mới thế nào? Hắm. Mùi gì, mùi gì? Thử đổ ra, đổ ra. Đó, rất là rất đừng hộ từ rất là ớt để ớt rồi nước rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đó, cà la này, cà la. Các bạn nào mà biết cà la nó là cái quả gì thì báo mình với nhá. Mình ở miền Bắc mình không biết đây là cái thể loại quả gì luôn đó. Nó quả nhỏ nhỉ? Nó tròn tròn nó kiểu như quả nhót ấy. Nhưng mà nó bỏ đôi ra, nó ướp rồi cho các thứ vào. Mạnh cầm cái quả lên đưa lên cho các bạn xem. Đó. Đó, nhìn thấy, mình nhìn thấy nó bị cắt các thứ này, quả cà na này các bạn này. Không biết là quả gì, tức là ngâm từ lâu lắm rồi. Chắc là ăn không biết thế nào, mình cũng chưa thử đâu. Bây giờ mình mới bóc ra cho hai thằng chị Châu để ăn thử, ok? Thử nha, thử nha. Nào, mày thử trước đi. Úi dồi, rút luôn cả quả vào mồm các bạn. Ôi, trắng quá. Bị như là thằng Châu thử đi. Thử xem nào. Trắng quá. Xem vị nó như nào nào. Đắng lắm. Đắng hay ngon? Ngon, có ngon mới lắm. Mình chưa ăn bao giờ, mình sẽ thử nha các bạn nha. Ừ, ngon vãi. Cái quả mới ăn. Đó, đây là quả cà na đây. Ngon quá. Thấy không? Nhiều nhót đây. Cà la nhá. Giống nhót đây. Đây. Rửa hạt lên. Hạt như nhót. Ừ. Này, giống nhót. Quả. Ngọt ngọt. Chát chát. Ăn ướp cay đắng đắng. Như cứ trộn nó xoạt. Ngoài bữa vẫn. Sao nó cất ra nhiều. Cái hạt nó như quả táo các bạn ạ. Như hạt quả táo nhưng rất là dài. Đúng ngon hả? Ăn cũng khá là ngon đấy. Ngon ngọt đúng không? Cay lắm. Nhưng mà ngon không? Có. Không biết là cây này mọc ở rừng hay ở núi luôn. Thấy nhiều bạn ăn nên mình cũng mua và ăn thử, ok. Ăn bị ướt rồi mày. Mẹ đi. Ăn đi. Ăn chơi. Win nào ăn. Thôi không. Sự gì đâu. Mới họ bỏ ra để kiểu như để ngấm vào cho nó ngon hơn thì sao ấy. Chứ đây không phải cà la xanh các bạn ạ. Mình thấy họ ăn cà la xanh ướp rồi. Đây kiểu như ướp thành muối rồi. Muối thành chín quá rồi sao ấy. Bọn kia ăn như nào. Ướp như lên men rồi. Như lên men rồi. Ngon lắm, ngọt đắng, ngon đấy. Ngon không? Chua chua, chát chát. Ngon không? Ngon, ăn lần đầu tiên ăn chẳng ngon à. Này cái đĩa thì chẳng ngon. Phải giống quả táo trong hộp mứt. Đúng không? Táo không biết không. Ăn phải có chua phải. Nên nghe này rồi. Không có quả ăn chua cực. Ăn liên tục để xem vào quả chua không. Hải quả xanh xanh này. Chua. Nhiều cái hột càng to càng chua. Vị của nó cay cay này. Ngọt ngọt. Chua chua. Chát chát. Mặn mặn. Rất là nhiều vị luôn các bạn ạ. Mình cảm nhận là như thế. Còn biết hai thằng kia nó cảm nhận như thế nào. Quả bị bé xem xanh không. Ừ, ra xem. Đấy. Quả rất bé luôn các bạn ạ. Bé mà nó tay út luôn. Có quả rất là to luôn. Quả này to chắc phải bằng quả cà cà. Không mình nói đùa với thôi. Quả này nó cũng khá là to đấy. Gần bằng hai ngón tay luôn. Ớt thì ngon rồi. Quẹt đi. Mẹ đi, ăn miếng ớt đi. Đây. Sau khi ăn gần hết cà na rồi thì
Thế cảm giác như nào ạ? Cái loại đắng cay rát mồm quanh mồm. Tí lại tí lại xương như này. Độc tí đấy mà. Chỗ anh bị cay thế, xương đóng. Bị cay hôm nào đấy? Clip trước ấy. À từ lúc mới đầu đấy. Mới đầu làm clip gì? Đấy clip đấy. Mình đòi chi ăn ướt bây giờ chiều con trẻ cơ mà. Chưa ấy bị sợ. Mình không biết là mấy thằng trẻ trâu này nó định làm gì ạ? Phanh hết cả ngực ra, định hổ báo và bụng đầy ở đây nữa. Đó, các bạn thấy không? Quần áo thì làm bụi, định làm bụi đầy à? Không, vừa thằng tuyên chiến. À, bụi đầy trong clip à? Đấy quá. Hay quá hay ngon quá. Đấy quá. Đó. Như các bạn đã thấy đấy, không biết là các bạn được ăn món này chưa? Như đây mình cứ lần đầu ăn đây rồi. Thấy cũng khá là ngon. Không quá chua các bạn ăn như thế nào? Chẳng quá chua. Có quá chua đấy, có quá chua. Rồi, Mạnh dơ cái đĩa lên cho các bạn xem. Mình nhìn thấy rất là nhiều ớt luôn. Và như họ còn tẩm cả ớt đỏ ấy. Nhìn ớt màu nó rất là đỏ luôn đó, các bạn thấy không? Chảy nước ra, giống như ớt bọt đấy. Đó. Ăn đi, hút hết cả nước xem nào. Em nhối ra, em hút được mồm vào. Như thế nào, như thế. Bọn này nó ăn gần hết hộp cá na rồi các bạn ạ. Mình mua 100k một hộp này. Ăn được nó phết à? Đây, quả xanh nhiều. Ăn đi rồi anh sẽ tiết lộ cho bọn mày một bí mật. Yeah. Bọn mày cứ ăn đi, ăn hết đi. Ăn hết đi, không có độc đâu mà lo. Ok. Nó cho gì vào đấy? Không. Yên tâm ăn đi, ăn đi. Không cho xít gà hay cái gì vào đâu mà lo. Anh cho thuốc số đây. Không, không, không. Thấy ngon không? Làm miếng ướt đi ăn cho nó phê. Mày nó mấy mũi 1, 2, 3 và 4 muối. Mình tách ra cho xem này, các bạn xem. Tách ra này. Nước rồi. Đấy. Muối đâu thế này? Có muối miếng to, muối bé. Ngọt. Đây tách cho mình. Đây là tách ra. Các bạn có biết các bạn có chảy nước miếng không? Các bạn mà thấy clip của mình hay thì hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình ra những clip hay hơn nha các bạn nha. Động lực rất là nhiều đấy. Một lượt đăng ký là rất là ủng hộ mình rồi. Ok. Uống tương ớt luôn. Thôi. Thôi đấy. Tương biếc nhá. Ừ. Nhưng ngoài quả này rơi cả chỗ này mồm đâu rồi. Các bạn nghe thấy tiếng nước nó hút không? Cái này... Hút ăn à? Hút mạnh à? Ui, chị hút mạnh là nước. Mày ấy, nó hút một tí thôi. Ở đây còn rất là nhiều nước. Tiếp tục. Cái quá. Chó à? Cái quá. Sau ăn bữa sau liệu có nhớ cái vị của cái món này không? Có. Anh ăn thấy giống như táo táo ở trong cái hộp mứt. Mứt đúng rồi, táo khô. Đó vậy. Không biết họ làm từ cái này không? Cái này mà táo à? Giống táo ăn vị nó giống thế. Đây còn lên men nữa sao? Thì nó lắc muối mày. Như quả chua ấy. Quả chua, quả chua. Chua chắc là xanh. Còn càng bé càng chua. Cảm giác như nào rồi? Phê không? Vừa cư vừa cay. Ăn quả chua rồi. Kể quá rồi. Ăn nữa. Hơi cay quá mình ăn được rồi. Mình thu được khá là nhiều rồi các bạn ạ. Đây bát đây. Để ra một đống này. Một đống hạt đây này. Mình còn 1, 2, không biết có trồng được không để mang xuống. Xong rồi.
Thế bảo ai mua hột này bán 1.000 một hột vào chồng. Ok. Mình nhìn thấy rất là ngon, biết các bạn ở bên miền Tây mà các bạn ăn rồi không biết thấy nào, mà các bạn thấy ngon thì mình còn đang chảy hết cả nước miếng đây. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của mình. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, bye bye.